Vâng, chào mừng quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Vâng, thì kính thưa quý vị anh chị và các bạn thân mến, thì hôm nay em tiếp tục gửi đến báo giá cho quý vị toàn thể quý vị bạn anh chị và các bạn một trong những mẫu xe mà đang được bày bán tại cửa hàng của mình thì tại cái video này. Vâng ạ, thì hôm nay thì thời tiết cũng rất là nắng. Đấy, anh em nào đã bắt đầu chuẩn bị sang đầu mùa hè rồi thì anh em đang giữa mùa xuân nhưng mà rất là nắng. Anh em có nhu cầu mua một trong cho mình, sắm cho mình những chiếc xe mà đang có tầm tiền kinh tế thấp thì là hãy liên hệ trực tiếp cho em. Bên em chuyên mua và bán cung cấp tất cả các dòng xe đã qua sử dụng. Đấy, từ 5 chỗ cho đến 7 chỗ ngồi, từ 2 chỗ nữa anh em nhé. Tất cả các dòng máy xăng, máy dầu cũng như là số tự động, số sàn, tất cả các hãng Toyota, Kia hay là Hyundai. Vâng vân vân. Anh em nào mà đang có nhu cầu dự định mua cho mình một chiếc xe thì hãy đến trực tiếp tại cửa hàng em là Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng, địa chỉ số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Vâng, để là theo dõi trực tiếp về tất cả các mẫu xe cũng như là lựa chọn cho mình những chiếc xe mà hợp lý nhất. Các bạn có thể theo dõi video của mình và đăng ký và like kênh trực tiếp cho mình, không tiếc gì một cái like và một cái chia sẻ cũng như một cái đăng ký để cập nhật được thêm những mẫu xe mà quý vị bạn yêu cần. Ví dụ như ở cái video này, đúng không? Các bạn chưa tìm được cho mình những cái video ở cái chiếc xe mà các bạn đang có nhu cầu tìm thì các bạn đăng ký kênh và khi có những cái chiếc xe mới về cửa hàng của mình thì là các bạn tự động cái đăng ký đấy sẽ gửi cho bạn những cái mẫu xe mà em mới về nhất để hay là những cái mẫu xe mà em mới báo giá sập sàn nhất để cho quý vị bạn cùng sử dụng, đúng không ạ? Đấy là một cái lợi thế rất là lớn. Thì quý vị không mất một cái gì, chỉ cần ấn vào nút đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo bên dưới thôi, đúng không ạ? Vâng, thì nhà em còn rất nhiều các mẫu xe mà đang được bày bán tại cửa hàng của mình. Anh em nào đang có nhu cầu thì có thể là đến trực tiếp cửa hàng của mình nhé. Vâng, thì em không làm mất thời gian của quý vị và các bạn. Thì bây giờ đầu tiên đây em sẽ đi báo giá từng chiếc một. Thì đây hiện tại nhà em có 5-7 chiếc anh em nhé. 5-7 chiếc anh em này. Đấy, em chỉ đi báo giá sơ qua đấy về từng mẫu xe một cho quý vị bạn thôi. Chứ không thể là báo giá chi tiết tổng quan từ nội thất chi tiết một chiếc xe thì mất tầm 5-7 phút cơ. Có khi là đến 15-20 phút cơ. Đấy đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ báo gọi là sơ qua về đời xe này. Đấy, giá xe này, bản gì này và động cơ như nào, tình trạng xe như nào, chung chung. Còn đâu anh em có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng của mình để là trải nghiệm cũng như là chạy thử được. Rất là ok đúng không ạ? Vâng, hiện tại anh em ở đây cũng đang tác nghiệp rất là đông. Đấy, anh em nào đang có nhu cầu, đang có nhu cầu thì có thể là alo cho em. Đấy, em thì dùng hai số. Đấy, số 1 là 0816662386. Đây là số dùng Zalo của em cũng như là số điện thoại trực tiếp của em, cũng như là số 0710971255863 anh em nhé. Đây, đấy, bây giờ đây anh em sẽ đi vào đây là kiểm tra này, cũng như là quay này. Đầu tiên đây sẽ là một chiếc Innova. Vâng, xin giới thiệu với quý vị, anh chị và các bạn, đây là một chiếc Innova G xịn. Vâng, có năm sản xuất 2008 này, phiên bản G xịn. Đây là một chiếc xe tư nhân không taxi dịch vụ, biển 14A14310. Chiếc này bên em đang bán với giá tiền là 299 triệu đồng. Vâng, quý vị bạn và quý anh chị nào có thể là xem thì có thể là có những cái giá mà nếu mà quý vị anh chị và các bạn đang xem của mình ấy, thì là sẽ theo dõi thì sẽ có những cái giá của từng chiếc xe giảm rất là sâu anh em nhé, giảm theo từng ngày luôn. Vâng, anh chị quý vị và các bạn cùng xem luôn ạ. Vâng, biển 14A14310. Vâng, 299 triệu đồng, bản G xịn đời 2008 anh em nhé. Đấy. Đây là một chiếc Toyota Vios đời 2015. Bản E xịn, tên tư nhân, biển Hải Dương, biển 34A35632. Vâng, hiện tại chiếc này thì bên em cũng đang bán với giá tiền là 375 triệu đồng. Có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Màu vàng cát, bản E xịn anh em nhé. Tên tư nhân, biển Hải Dương. Rất là đẹp cho quý vị bạn luôn này. Quý vị, anh chị và các bạn nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì có thể đến trực tiếp cửa hàng của em ạ để xem. Chiếc xe này đăng kiểm còn dài đến tháng 8 năm 2020. Sơ xi màu vàng cát rất là đẹp luôn anh em nhé. Tiếp theo sẽ là một chiếc Chevrolet. Vâng, thì vừa rồi đấy anh em nào mà cũng bình luận trên YouTube của em là tại sao lại có cái video là bình luận là báo giá là chiếc xe thì 109 và một chiếc xe này là 112 đấy, đều là trước hai chiếc Chevrolet Spark đúng không ạ? Vâng, thì bây giờ em xin thông báo lại này. Đấy, cho quý vị anh chị và các bạn, anh em nào đang quan tâm đến mẫu xe này thì có thể là biết này. Hai chiếc này em đang bán đồng giá là 100 triệu đồng một chiếc. 100 triệu đồng một chiếc nếu quý vị bạn đến xem xe thực tế tại cửa hàng của mình. 100 triệu đồng một chiếc nhé anh em nhé. Hai chiếc Chevrolet Spark đời 2010 luôn. Mỗi chiếc là 100 triệu đồng. 100 triệu đồng thì đã có một chiếc gì? Spark này, màn hình DVD cam lùi, nội thất rất là đẹp luôn. Không một lỗi. Đấy. Chiếc này thì biển 18 tên tư nhân, biển Nam Định.
rất là đẹp. Chiếc kia là biển 24A02581 đúng không ạ? Rất là ok đúng không ạ? Đấy. Em xin thông báo lại chuẩn chỉnh cho quý vị bạn là 100 triệu đồng một chiếc. Đấy, đời 2010. Vâng, tiếp theo sẽ là một chiếc Daewoo Lazetti có năm sản xuất 2010, phiên bản số sàn, động cơ 1.6, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 37A19306. Với chiếc xe này thì hiện tại bên em đang có nhu cầu bán với giá tiền 258 triệu đồng anh em nhé. Đây là một chiếc Daewoo nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số sàn, máy 1.6. Vâng, tiếp theo sẽ là một chiếc Mitsubishi Sang-Zong. Đây là một mẫu xe 7 chỗ, số tự động, động cơ 2.3 2 cầu, biển 15A17335. Vâng, hiện tại chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá tiền là 128 triệu đồng. Vâng, 128 triệu đồng để có một chiếc Mitsubishi Sang-Zong 7 chỗ máy dầu 2 cầu thì là có thể là đi công trường, đi tất cả mọi nơi đều rất là ok. À, xin lỗi quý vị bạn, máy xăng 2 cầu nhé. Vâng, Mitsubishi Sang-Zong máy xăng 2 cầu. Một mẫu xe 7 chỗ 2 cầu, máy 2.3, số tự động, đời 2004. Vâng, rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là một chiếc Toyota có năm sản xuất 2006, bản G xịn. Đây là một chiếc Innova 7 chỗ ngồi, bản G xịn 29i1023, màu đen. Vâng, hiện tại chiếc xe này thì bên em đang bán với giá tiền là 258 triệu đồng. Thì đã có một chiếc Toyota Innova G xịn đời 2006. Chiếc xe này thì nó là tên công ty gia đình, không khoan đục, một chủ, chưa sang tên lần nào. Vâng, rất là đẹp. Một chiếc Innova G xịn đời 2006 anh em nhé. Và tiếp theo sẽ là một chiếc Honda. Vâng, một chiếc Honda Civic đời 2010. Đây là một chiếc xe Civic đời 2010, bản số tự động, máy 2.0, bản đủ cửa lóc, tích hợp gầy số vô lăng, tên tư nhân, một chủ từ đầu, không taxi dịch vụ. Giá tiền là 375 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Vâng, một chủ từ đầu anh em nhé. Biển 14P3095, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2021. Tiếp theo sẽ là đây là chiếc Innova, đây mình vừa nói là 258 triệu đồng. Đúng không ạ? Và tiếp theo đây sẽ là một chiếc Kia Carens. Chiếc xe này thì là bản nhập khẩu anh em nhé. Bản nhập khẩu quý vị anh chị và các bạn ạ. Bản nhập khẩu. Kính thưa quý vị anh chị và các bạn thì đây là bản nhập khẩu này. Đấy, thì là đời 2008, phiên bản số sàn, đăng ký lần đầu 2009, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 2.0, bản đủ cửa lóc. Hiếm khi anh em mới mua được một chiếc xe nhập khẩu máy xăng, máy 2.0, bản đủ cửa lóc. Chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 267 triệu đồng. 267 triệu đồng này. Kia Carens nhập khẩu đời 2009. Đấy, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2020, màu đen, biển 43A7474, tư nhân, một chủ từ đầu. Tiếp theo sẽ là một chiếc Hyundai i10 đời 2014, phiên bản số sàn, động cơ 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Đây là một chiếc xe tên tư nhân, không taxi dịch vụ, biển 99A07256. Với chiếc xe này thì bên em đang bán với giá tiền là 242 triệu đồng anh em nhé. Đời 2014, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2021, Hyundai i10. Vâng, quý vị anh chị và các bạn cùng theo dõi đây. Anh em nào đang theo dõi cái video của mình thì hãy nhớ bấm vào nút like và đăng ký kênh cho mình, cũng như là cập nhật những mẫu xe mà mới về cửa hàng của mình hết được không ạ? Tiếp theo đây là một chiếc Toyota Vios này. Đây là một chiếc Toyota Vios đời 2006, bản limo lưng kịch sàn. Vâng ạ, bản limo lưng kịch sàn. Máy móc sơn si gầm bệ của chiếc xe đại chất luôn. Biển 99A07828. Vâng anh em thấy bốn bánh được trang bị la răng đúc nguyên bản, la răng đúc này, rất là đẹp này. Sơn si sạch sẽ sang bóng, nội thất đẹp. Giá tiền của chiếc xe này em đang bán với giá tiền chỉ có là 165 triệu đồng thôi. 165 triệu đồng một mẫu xe nồi đồng cuối đá anh em nhé.
Tiếp theo sẽ là một chiếc Toyota Vios đời 2013 phiên bản E xịn, biển 30F04439. Đây là một mẫu xe tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ, biển Hà Nội, màu bạc, biển bản E xịn. Đây là một chiếc xe không lỗi anh em nhé. Thân vỏ của chiếc xe rất là dày luôn. Và giá tiền 338 triệu đồng, có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho quý vị và các bạn. Một mẫu xe bản E xịn rất là đẹp, zin hết, biển Hà Nội, tư nhân chính chủ lữ sử dụng nha anh em nhé. Tiếp theo sẽ là một chiếc Kia Morning. Đây là một chiếc Kia Morning đời 2010. Với chiếc này là bản Sport anh em nhé, được trang bị điều hòa tự động, bô lăng 4 chấu, xi nhan tích hợp trên gương na răng đúc, biển 14A38487. Chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 168 triệu đồng, có bao rút hồ sơ cho quý vị và các bạn. Anh em nhé, một chiếc Morning Sport đời 2010 này. Và rất là hợp lý cho quý vị và bạn luôn. Vâng, tiếp theo sẽ là một chiếc Daewoo Gencha đời 2008. Vâng, đây là một chiếc xe máy 1.5 anh em nhé, biển 98A07451. Đây là một chiếc xe tư nhân, không taxi dịch vụ. Và giá tiền của chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 150 triệu đồng cho quý vị và bạn, anh chị nhé. Tiếp theo sẽ là một chiếc Hyundai i10 màu đỏ đời 2015 phiên bản số sàn, máy 1.0, biển 15A19761. Vâng, chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán với giá tiền là 268 triệu đồng. Quý vị, anh chị và các bạn nào có nhu cầu mua chiếc xe thì có thể đến gặp trực tiếp em tại cửa hàng số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, em tên là Tuấn Anh, Hải Phòng anh em nhé. Một chiếc i10 đời 2015 bản đủ màu đỏ, sơn nguyên bản, 268 triệu đồng. Tiếp theo sẽ là một chiếc Toyota Jay, có năm sản xuất 2003, đăng ký lần đầu 2004. Đây là một chiếc Jay GDX có năm sản xuất như vậy và số sàn máy 1.8, biển 29A84169. Vâng, hiện tại chiếc xe này thì bên em đang bán với giá tiền là 140 triệu đồng. 7 chỗ ngồi, thương hiệu nổi tiếng của dòng Toyota, đời đầu của dòng Toyota 7 chỗ ngồi anh em nhé. Tiếp theo đây sẽ là một chiếc Bolide X-Styler có năm sản xuất 2009, nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan, được trang bị động cơ 1.8 số tự động. Và giá tiền của chiếc xe này bên em đang bán chỉ có là 218 triệu đồng. Vâng, 218 triệu đồng cho một chiếc Bolide X-Styler đời 2009 nhập khẩu này anh em nhé, biển 16L2759. Giá tiền rất hợp lý, chỉ với là 218 triệu đồng. Form xe, kiểu cách xe của chiếc xe này thì khá là ok đúng không ạ? Bản số tự động, anh em là chạy rất là lành. Với những ai mà tầm trung trung tuổi chạy những chiếc xe này thì khá là ok. Đấy, một chiếc Bolide X-Styler này rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là một chiếc Hyundai Getz có năm sản xuất 2010. Phiên bản số sàn, động cơ 1.1. Chiếc xe này là một chiếc xe tư nhân, không taxi, không dịch vụ. Giá tiền của chiếc xe này bên em đang bán là 205 triệu đồng. Vâng, 205 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Getz đời 2010, đăng ký là đầu 2011, phiên bản số sàn, động cơ 1.0 1.1 anh em nhé. Anh em quan tâm đến mẫu xe này, quý vị anh chị quan tâm đến mẫu xe này thì có thể alo trực tiếp cho em. Tất nhiên thì những cái dòng xe cũ như bên em bán thì tất nhiên là nó không thể tránh được những cái va quẹt xước sát bên ngoài rồi, đúng không ạ? Đấy, không ai là khẳng định được xe cũ là zin 100%. Và quẹt xước sát bên ngoài thì cái đấy mình không thể tính đến được rồi, đúng không ạ? Nó không như xe mới. Đấy, vì thế nên là quý vị bạn có nhu cầu mua những chiếc xe như này thì hãy alo trực tiếp cho em. Và tiếp theo xe là một chiếc Mazda 6. Chiếc xe này có năm sản xuất 2003, phiên bản số sàn, máy 2.0, động cơ số sàn anh em nhé. Chiếc xe này biển 88A18611. Vâng, hiện tại chiếc xe này bên em đang giảm kịch sàn xuống chỉ còn có 179 triệu đồng. 179 triệu đồng cho một chiếc Mazda 6 đời 2003. Vâng, phiên bản số sàn, động cơ 1.1, động cơ 2.0 nha anh em nhé. Vâng, đây là một chiếc Mazda 6 rất là đẹp cho quý vị bạn luôn này. Tiếp theo sẽ là một chiếc Mitsubishi Galant. Vâng, đây là một mẫu xe 7 chỗ thương hiệu của Nhật Bản, một mẫu xe số tự động
đời thì thấp nhưng mà chất lượng thì rất là cao. Vâng, đây là một mẫu xe mà có thể nói là chạy rất là lành cũng như là rất là chất lượng anh em nhé. Chiếc xe này thì là mẫu xe Glanit sản xuất 2005, đăng ký lần đầu 2006. Chiếc xe này là phiên bản số tự động, động cơ 2.4 7 chỗ ngồi. Và giá tiền chiếc xe này là 269 triệu đồng, bên em có bao rút hồ sơ cũng như là hỗ trợ vận chuyển. Mitsubishi rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là một chiếc Toyota Vios đời 2013, phiên bản số sàn, bản E-Sin. Chiếc xe này đã rút hồ sơ rồi, anh em về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Và giá tiền của chiếc xe này bên em đang bán là 310 triệu đồng. 310 triệu đồng cho một chiếc Toyota Vios đời 2013 bản E-Sin này. Rất là đẹp cho quý vị bạn luôn nhé. Vâng, xe là một mẫu xe bản đủ, được trang bị hệ thống túi khí, rồi là ABS, rồi là gương kính chỉnh điện nguyên bản. Còn đâu những cái như là màn hình Android kia là lưng lên rồi. Rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, màu xe của chiếc xe rất là ok cho quý vị bạn luôn nhé. Tiếp theo sẽ là một chiếc Toyota Innova G-Sin. Vâng, có làm sản xuất 2009, bản G-Sin. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán với giá tiền 310 triệu đồng. 310 triệu đồng cho một chiếc Innova G-Sin đời 2009, số sàn, biển 15A05461. Vâng, rất là đẹp. Một chiếc Innova như thế này thì khá là ok đúng không ạ? Đấy, Innova anh em nhé. Vâng, tiếp theo sẽ là một chiếc Mazda 6 đời 2004. Vâng, chiếc xe này thì hiện tại là có năm sản xuất 2004, phiên bản số sàn, động cơ 2.0, biển 29V2812. Vâng, chiếc xe này thì bên em đang bán với giá tiền là 208 triệu đồng cho quý vị và các bạn. Thân vỏ chiếc xe này anh em thấy đây, đây là một chiếc xe còn zin cả xe luôn, 208 triệu đồng. Mazda, thương hiệu của Nhật Bản anh em nhé. Biển 29V2812 anh em nhé. Mazda 6 đời 2004, 208 triệu đồng. Tiếp theo sẽ là một chiếc Kia Carens. Với chiếc xe này là một chiếc Kia Carens đời 2010, phiên bản số sàn, động cơ 1.6. Chiếc xe này là một mẫu xe gia đình không taxi dịch vụ, mang biển kiểm soát 89A00747. Và giá tiền chiếc xe này bên em đang bán là 258 triệu đồng. 258 triệu đồng cho một chiếc Kia Carens tư nhân không taxi dịch vụ đời 2010, máy 1.6 đại chất như thế này, tư nhân chính chủ, biển Hưng Yên luôn anh em nhé. Tiếp theo sẽ là một chiếc Innova G-Sin đời 2006, phiên bản số sàn. Đây là một chiếc xe tư nhân không taxi, không dịch vụ. Và giá tiền của chiếc xe này hiện tại bên em đang bán là 276 triệu đồng. Vâng, 276 triệu đồng để có một chiếc Innova G-Sin đời 2006. Đây là một chiếc xe gia đình anh em nhé, một mẫu xe gia đình không taxi dịch vụ này, biển 14A06415. Vâng, đến tiếp đến nữa sẽ là một chiếc Toyota Vios đời 2013 bản E-Sin, tư nhân chính chủ, biển Thái Bình, biển 17A171797, màu vàng cát, bản E-Sin, số sàn, động cơ 1.5. Giá tiền của chiếc xe này bên em đang bán là 310 triệu đồng, xe được đăng kiểm đến tháng 7 năm 2020, được trang bị màn hình Android, hệ thống ABS 4 bánh, túi khí cũng như là la răng đúc, xi nhan tích hợp trên gương đầy đủ cho quý vị bạn luôn. Một chiếc Toyota Vios đời 2013 bản E-Sin rất là đẹp. Vâng ạ. Tiếp theo sẽ là một chiếc Hyundai i10, một mẫu sedan 2 đầu đời 2016, phiên bản số sàn. Chiếc xe này là động cơ 1.2 bản đủ, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Giá tiền của chiếc xe này là 338 triệu đồng cho một chiếc Hyundai i10 đời 2016 bản sedan 2 đầu, biển 23A05069. Rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là một chiếc sedan 2 đầu tiếp tục là một chiếc sedan 2 đầu ạ. Hyundai Accent, số tự động, nhập Hàn,
Sản xuất 2012, nhiên liệu xăng động cơ 1.4, tư nhân chính chủ không taxi dịch vụ, 369 triệu đồng. Màu đỏ biển 26A03385. Anh em nhé, anh em nào quan tâm đến mẫu xe này thì có thể là alo cho em ạ. Hay là quan tâm đến tất cả một trong tất cả các xe trong bãi này thì có thể alo trực tiếp cho em. Tiếp theo sẽ là một chiếc Chevrolet Cruze có năm sản xuất 2011, phiên bản số sàn, động cơ 1.6. Chiếc xe này mang biển kiểm soát 36A01049. Và giá tiền chiếc xe này bên em đang bán là 278 triệu đồng. Vâng, 278 triệu đồng để có một chiếc sedan hai đầu thương hiệu nổi tiếng của Mỹ dấu cộng này anh em nhé. Chevrolet Cruze chạy rất là đầm chắc lịch luôn. Tiếp theo sẽ là một chiếc Kia Morning bản SI mang biển kiểm soát 14A19119971. Vâng, giá tiền của chiếc xe này là hiện tại là bên em đang bán là 272 triệu đồng. Và chiếc xe được trang bị những gì ạ? Chiếc xe là trang bị la răng đúc nguyên bản theo xe, hệ thống túi khí và ABS, hệ thống màn hình cam lùi xi nhan tích hợp trên gương, gương cụp xòe, nội thất da, máy gầm chất, zin cả xe. Vâng, 272 triệu đồng cho quý vị và anh chị nhé. Tiếp theo sẽ là một chiếc Hyundai i10. Vâng, có năm sản xuất 2000 chiếc này thì em quay đầu video rồi anh em nhé. Vâng, tiếp theo ra ngoài này thì còn một số mẫu xe nữa đang muốn tiếp theo đây ạ. Đây là một chiếc Kia Morning này. Kia Morning đời 2008, phiên bản số tự động, động cơ 1.0, nhập khẩu của Ấn Độ Hàn Quốc, biển 30F24565 và giá tiền chiếc xe này 197 triệu đồng. Đời 2008, Kia nhập khẩu số tự động anh em nhé. Vâng, và cuối cùng đây sẽ là một chiếc Hyundai Getz đời 2009, phiên bản số sàn, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 1.1 và giá tiền chiếc xe này là bao nhiêu ạ? 169 triệu đồng, biển Hà Nội. Vâng, thì vừa rồi em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng đã giới thiệu qua cho tất cả quý vị anh chị và các bạn về tất cả các mẫu xe mà đang được bày bán tại cửa hàng của mình. Anh em nào quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn, anh chị và các bạn nhé.